Hỡi nông gia, bạn có thấy ngày mai của hạt gạo Việt Nam, một chất lượng gạo xuất sắc và một năng suất trên mong đợi, một tầm vóc hoàn toàn mới của thương hiệu gạo Việt Nam. Tương lai đó bắt đầu từ chính lựa chọn của bạn hôm nay. Reflex Extra sử dụng thời kỳ nuôi đồng, giúp khỏe đồng, trổ rồ, tối đa hạt chắc, năng suất vượt trội. Full Amistatop khi lúa trổ đều theo sau Reflex Extra là giải pháp bảo vệ tuyệt hảo. Syngenta Reflex Extra, nâng tầm gạo Việt. Thưa quý khán giả và bà con nông dân, để có thể tối ưu năng suất và chất lượng lúa gạo, nhà nông thường đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc và bảo vệ cây lúa trước các đối tượng bệnh hại trong mỗi giai đoạn cực trọng của cây, bởi đây là yếu tố quan trọng cho quá trình trổ vào gạo về sau. Thấu hiểu điều đó, chương trình Syngenta và tôi kỳ này với chủ đề Nâng tầm gạo Việt sẽ mang đến cho nhà nông những bí quyết hữu hiệu để gia tăng sản lượng và chất lượng lúa gạo. Xin mời quý khán giả và bà con cùng theo dõi. Theo chia sẻ của các nông dân, lúa từ giai đoạn nuôi đồng về sau thường bị các loại bệnh hại tấn công, điển hình như đốm vàng, đốm nâu, lem lép hạt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và phẩm chất lúa gạo. Vì vậy, lúc này, bà con thường lựa chọn các sản phẩm sao cho vừa có thể phòng trừ hiệu quả các loại bệnh hại trên lúa, mà còn giúp lúa trổ thoát tốt, giàu gạo nhanh, giữ được màu xanh bộ lá đồng đến ngày thu hoạch. Và Relax Extra là một sản phẩm như vậy được bà con tin dùng trong các vụ mùa qua. Trong quá trình bà con mình đi thăm đồng thì không biết là bà con có cái thắc mắc hay là nỗi băn khoăn nào mình có thể chia sẻ được không với bà con? Có, tại vì thấy mùa này thời tiết bất lợi mà lúa mà trong lúc về đồng chỗ. Dạ. Thành ra phía nông dân tụi tôi cũng lo lắng, nhờ phía công ty Syngenta có giải pháp để giúp cho dân. Dạ, con cảm ơn cái phần chia sẻ của chú Hai. Thì ở giai đoạn đồng chỗ này, đặc biệt là trong những tháng ngày thời tiết bất lợi như hiện nay, thì cái bệnh đốm vàng và lem lép hạt là hai cái bệnh rất là quan trọng gây ảnh hưởng đến cái năng suất lúa sau này. Và về phía công ty Syngenta thì có một giải pháp để giúp bà con quản lý hiệu quả bệnh đốm vàng và lem lép hạt, đó là cái sản phẩm Relax Extra 325 SC. Thì về cái sản phẩm Relax Extra thì ở đây có chú Duyệt là một nông dân đã từng áp dụng thành công cái giải pháp Relax Extra trên đồng ruộng của mình. Thì sau đây con có thể mời chú chia sẻ cái kinh nghiệm sử dụng để cho bà con ở đây được biết ạ. Theo tôi thì tôi đã sử dụng nhiều vụ Relax Extra rồi, là tôi thấy nó đạt hơn những cái sản phẩm khác. Thứ nhất là khi sử dụng nó rồi là nó chỉ đốm vàng nè, đốm nâu nè, theo qua cái chu kỳ tôi xịt là lúa từ 50 ngày đến 55 ngày từ làm đồng đến chỗ thì nó đạt 100%. Thì bà con nông dân yên tâm mà sử dụng, tôi thấy nó là khi mà xịt vô rồi là nó chỗ đồng lọt nè. Dạ. Nữa nó hòa hợp vô tới kệ lúa sáng chắc là lá đài nó vừa xanh dày tốt. Nên bà con phải làm đúng theo cái quy trình của Relax Extra là tôi thấy rất tốt. Dạ, thì con cảm ơn cái phần chia sẻ của chú Việt. Thì đối với cái Relax Extra hiện nay thì mình sử dụng với cái liều lượng là 0,4 lít cho 1 hecta sẽ giúp bà con mình quản lý hiệu quả bệnh đốm vàng cũng như lem lép hạt. Ngoài ra thì Relax Extra nó còn giúp cho lúa của mình là nó trổ rộ, trổ đồng lọt. Và cái nữa là nó sẽ giúp lúa của mình là gia tăng được cái tỷ lệ thụ phấn để góp phần tăng cái tỷ lệ hạt chắc cũng như là góp phần gia tăng cái năng suất về sau. Thì gần đây thì Syngenta còn có cái chương trình đồng hành cùng nông gia. Tức là khi bà con mình mua sản phẩm Relax Extra thì sẽ có cơ hội là cào trúng thưởng. Và chương trình cào trúng thưởng này được công ty gia hạn cho đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2022. Nên bà con mình có thể mua sản phẩm về trải nghiệm và có cơ hội trúng những cái phần quà hấp dẫn từ công ty. Chúc quý bà con may mắn và thành công. Relax Extra 325SC là sản phẩm nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và các nhà khoa học bởi hoạt chất mới tiên tiến và duy nhất hiện nay ở thị trường Việt Nam, cùng với công nghệ khóa kép chuyên biệt, giúp lúa hấp thu tốt, chống tia UV và lưu dẫn đến 28 ngày. Bên cạnh đó, Relax Extra 325SC giúp quản lý các bệnh hại quan trọng như lem lép hạt, đốm vàng và đốm nâu,
sản phẩm được khuyến cáo vùng ở thời kỳ nuôi đồng, tức là lúa ở giai đoạn từ 50 đến 60 ngày sau sạ, hay sau giai đoạn đồng 1 ly từ 10 đến 15 ngày, sẽ giúp gia tăng sức khỏe cho hạt phấn, chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường và dịch hại. Từ đó, lúa trổ thoát tốt, giao gạo nhanh, gia tăng số lượng hạt chắc và đạt năng suất cao. Relax Extra 325SC, một giải pháp hữu hiệu ở giai đoạn nuôi đồng, giúp phòng trừ hiệu quả các loại bệnh hại trên lúa, góp phần mang đến những vụ mùa bội thu. Hỡi nông gia, bạn có thấy ngày mai của hạt gạo Việt Nam? Một chất lượng gạo xuất sắc và một năng suất trên mong đợi. Một tầm vóc hoàn toàn mới của thương hiệu gạo Việt Nam. Tương lai đó bắt đầu từ chính lựa chọn của bạn hôm nay. Reflex Extra sử dụng thời kỳ nuôi đồng, giúp khỏe đồng, trổ rộ, tối đa hạt chắc, năng suất vượt trội. Full Amista Top khi lúa trổ đều theo sau Reflex Extra là giải pháp bảo vệ tuyệt hảo. Syngenta Reflex Extra, nâng tầm gạo Việt. Chương trình Syngenta và tôi do công ty Syngenta Việt Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện kỳ này đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.